Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Dạy Tiếng Việt Miền Nam cho Người Nước Ngoài. Ở bài số 9, chúng ta đã học cách nói số. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng áp dụng việc nói số vào việc nói giờ. And now, let's get started with the video clip. Anh xin lỗi em nhiều nha. Hồi nãy anh bị kẹt xe cho nên mới tới trễ đó. Kẹt xe cái gì? 30 phút rồi đó. Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Thì em hẹn anh lúc mấy giờ? 3 giờ. Bây giờ 3 giờ rưỡi rồi. Ừ. Thì có 30 phút thôi mà. Xin lỗi mà. Trời, có 30 phút. Thôi mà, cho anh xin lỗi đi nha. Thôi mà. Em. Thôi cái gì mà thôi. Lần sau như vậy nữa thì anh đừng có hẹn hò với tôi nữa. Rồi, anh biết rồi. Nè, ăn bánh đi. Here are some important vocabulary that you should remember. Anh xin lỗi em nhiều nha. Xin lỗi means I'm sorry. Hồi nãy anh bị kẹt xe cho nên mới tới trễ đó. Kẹt xe means traffic jam. Trễ means being late. Sớm means early. Kẹt xe cái gì? 30 phút rồi đó. Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Thì em hẹn anh lúc mấy giờ? 3 giờ. Bây giờ 3 giờ rưỡi rồi. Ừ. Thì có 30 phút thôi mà. Xin lỗi mà. Trời, có 30 phút. Thôi mà, cho anh xin lỗi đi nha. Thôi mà. Em. Thôi cái gì mà thôi. Lần sau như vậy nữa thì anh đừng có hẹn hò với tôi nữa. Hẹn hò means date. Rồi, anh biết rồi. Nè, ăn bánh đi. Now let's learn how to tell time in Vietnamese. In Vietnam, there are many ways to tell time, but the most common way is shown in the following structure. A number plus giờ plus number plus phút. In Vietnam, we divide it into sáng, morning, chiều, afternoon, and tối, evening. Okay, for example, if it's 8:15 a.m., we will say like this. 8 giờ 15 phút sáng. Okay, 8 giờ 15 phút sáng. Another example is 10:30 p.m. We will say like this. 10 giờ 30 phút tối. Okay? 10 giờ 30 phút tối. There's a special thing about this. If it's 30 minutes, half an hour, we can say rưỡi instead of 30 phút. That means 10 giờ 30 phút tối. It's the same to 10 giờ rưỡi tối. Okay? 10 giờ rưỡi tối. And what if the number of the minutes is from 31 to 59? We have another way to tell time. For example, if it's 3:50 p.m., instead of saying 3 giờ 50 phút chiều, we can say 4 giờ kém 10 phút. It's 10 to 4 p.m. in English. Anh xin lỗi em nhiều nha. Hồi nãy anh bị kẹt xe cho nên mới tới trễ đó. Kẹt xe cái gì? 30 phút rồi đó. Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Thì em hẹn anh lúc mấy giờ? 3 giờ. Bây giờ 3 giờ rưỡi rồi. Bây giờ là 3 giờ rưỡi. Bây giờ 3 giờ rưỡi rồi. Mấy giờ is a question word of time. In Vietnam, there are two common ways to ask for time. I will show you the structure right now. The first structure, mấy giờ
plus subject plus verb. For example, mấy giờ anh đi học? See? And the second structure, mấy giờ is put at the end of the sentence. It's gonna be like this. Subject plus verb plus lúc plus mấy giờ. Note that if mấy giờ is put at the end of the question, you have to add the word lúc. For example, anh đi học lúc mấy giờ? So these two sentences are the same. Mấy giờ anh đi học? Anh đi học lúc mấy giờ? To answer this question, you just replace the word mấy giờ by a time. For example, if I ask my friend, bạn đi học lúc mấy giờ? And he leaves school at 2. He will answer like this. Tôi đi học lúc 2 giờ. See? Replace mấy giờ by a time. Another example. Mấy giờ bạn đi học? And if my friends leave for school at 3, he will answer like this. 3 giờ tôi đi học. How to say early and late in Vietnamese. Okay, being late means trễ. Here's the structure. Subject plus verb plus trễ plus amount of time. For example, tôi tới trễ 30 phút. That means I'm late for 30 minutes. How about early? Early means sớm. In the structure, it is similar to trễ. We will replace trễ by sớm in the structure. So here it is. Subject plus verb plus sớm plus amount of time. For example, tôi tới sớm 25 phút. That means I'm early for 25 minutes. Okay? And now let me ask you some question. Bạn thức dậy lúc mấy giờ? Bạn ăn trưa lúc mấy giờ? Mấy giờ bạn đi ngủ? Okay, if you want me to check your answers, just comment below. I will check it for you. Okay? And that's it for today's lesson. If you have any question, just feel free to ask. If you enjoy our lesson, please like, share, and subscribe. That means a lot to us. And finally, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.